con này nó bị gì. Con giữ với bà cố quá. Trời, con giữ với mày. Hai các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn có rảnh tay xem được clip này thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục khui cái hộp bét cho các bạn xem nữa nè. Ở đây là mình có một cái hộp bét mới đặt về nè các bạn. Ở trong cái hộp giấy lớn là một cái hộp nhựa như thế này. Và ở trong cái hộp nhựa này thì có những cái hộp mà đựng mấy cái con ếch đó các bạn. Đây là một đống ếch mình mới đặt về nè các bạn. 14 con ếch. Mấy con ếch này là thuộc dạng cao cấp của ếch cảnh rồi á các bạn. Đây là mấy cái con bơm phót với lại là bớt dẹp, ếch bò và ếch hà mã. Để bây giờ thì mình sẽ khui mấy cái con này ra cho các bạn xem rõ hơn nha. Ở đây thì bà chủ shop vẫn có tặng cho mình cái này, cái hộp nuôi nữa nè các bạn. Chắc tới nữa thì mình sẽ lấy cái hộp nuôi này mình đựng mấy cái con bơm phót. Còn cái hộp lớn này thì mình sẽ để đựng mấy cái con ếch hà mã, bớt dẹp phót. Trời ơi, có con này nó bị gì. Con giữ với bà cố quá. Trời, con giữ với mày. Trời ơi, mấy con này nó có hung dữ như vậy đâu. Có mình nên con này à. Con này nó bị cái gì nhập rồi ông nội ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mình mới vừa bỏ hai loài này vô hộp đuôi nè các bạn. Cái hộp này là mình đựng mấy cái con bơm frog ha. Còn cái hộp lớn này thì mình sẽ đựng mấy cái con bớt dẹt. Mấy cái con bơm frog này thì được cái khi trưởng thành nó rất là lớn nên là người ta khoái nuôi nó các bạn. Còn mấy cái con bớt dẹt này thì được cái là nó nhìn rất là tếu luôn á. Nhìn mấy cái con này nó ú nu ụt nịch nè. Hồi lúc nãy mình khui nó ra thì có mấy con nó hung dữ, nó la làng nữa, nó hài lắm. Bởi vậy người ta nuôi, người ta khoái nuôi ếch này. Bởi vậy cái giá trị của ếch này nó cũng cao nữa. Một con như thế này là 500 nha. Mấy con bơm frog này thì mình cũng để lại giá 500 luôn nha. Đó, bơm frog với bố dẹt là bằng giá nhau, 500 ngàn một con free ship nha. Ai cần nuôi mấy cái con này thì có thể liên hệ mình. Thông tin mình có để ở dưới phần mô tả và ở dưới phần bình luận á. Để mình sẽ nói sơ qua cái cách chăm sóc của hai loài ếch này cho các bạn biết luôn nha. Đầu tiên là mấy cái con bơm frog. Bơm frog này thì cũng khá là dễ nuôi thôi các bạn. Các bạn chỉ cần nuôi trong một cái hộp như thế này nè, rồi để nước ngang ngang cái chân nó là được nha. Và thức ăn của những cái con bơm frog này là sâu các bạn. Mấy con sâu mà nhỏ nhỏ như thế này nè. Mà sâu này ở đây mình có nó quá trời nhỏ rồi. Các bạn có thể kiếm sâu bự hơn xíu nha. Hoặc có thể là cho nó ăn dế, hoặc là dán đu be nó cũng ăn nữa. Những cái con lớn thì nó cũng có thể ăn cám, gà, mấy cái con cút con đồ, rồi nhái đồ. Nói chung là nó ăn được nhiều thứ lắm. Nhưng mà thức ăn chính của nó thì mình vẫn cho nó ăn côn trùng nha các bạn, là sâu và dế. Để bây giờ thì mình sẽ quăng vô mấy con cho nó ăn cho các bạn xem nè. Đây là mấy cái con sâu mà mình mới vừa lựa ra cho mấy cái con bơm frog này ăn nè các bạn. Mấy con sâu này nó nhỏ quá, mình không biết đường lựa nữa. Lựa cả buổi trời mới được bao nhiêu đây nè. Nếu như mà các bạn cho mấy con bơm frog cỡ này ăn thì nên lựa mấy con sâu lớn hơn xíu mà mua về cho nó ăn nha. Còn mấy con sâu này mình mua về cho mấy cái con nhện ăn á. Bởi vậy mình lựa sâu có chút xíu à. Đây bây giờ thì mình sẽ quăng vô đây cho bọn này nó ăn luôn ha. Cứ quăng vô như thế là nó sớm lại nó ăn các bạn. Đó, các bạn có thể thấy con này nó táp nó ăn nè. Một tí mấy cái con kia nó cũng táp nó ăn chứ gì. Đó, 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 thấy không? Quá ngon. Mấy cái con bơm frog nhỏ này á, thì nhìn nó giống như là cái con nhái bầu thôi các bạn. Mấy cái con nhái xanh ở ngoài đồng á. Nhưng mà khi chừng nữa trưởng thành nó bự lắm kìa. Để chút xíu thì mình sẽ quay qua mấy con ếch bự của mình cho các bạn xem nha. Đa số mấy con ếch lần này mình lấy về là đều đầu to các bạn. Mấy cái đầu to như thế này thì tỷ lệ đực nó sẽ cao hơn nè. Tại mấy cái con bơm frog thì giá trị nó ở con đực rồi các bạn. Chứ con cái thì giá trị nó không có được cao cho lắm. Người ta nuôi bơm frog thì người ta thích cái sự to lớn khổng lồ của nó. Mấy con cái thì cùng lắm là kích thước mát size nó tầm 800-900 gram gì à. Còn mấy cái con đực thì kích thước mát size nó tầm 2-3 kg lận. Ủa, 1 ký mấy 2 ký lận. Bởi vậy người ta khoái nuôi con đực hơn là nuôi con cái. Thường là các bạn lấy ếch của mình về nuôi thì mình khuyên các bạn là bữa đầu tiên khi khui hộp ra thì các bạn để cho ổn định một góc nào đó đi ha. Rồi qua buổi hôm sau hả cho nó ăn. Còn hôm nay mình khui hộp ra rồi cái mình quay clip cho ăn luôn nè. Mình không có khuyên các bạn cho ăn liền giống mình đâu nha. Tại vì mình nhận hàng hồi hôm qua rồi nhưng mà mình không có rảnh, mình không có thời gian để mình khui ra. Nên là mình để ở một góc yên tĩnh. Nó cũng đã ổn định nhiệt độ và nó đã quen cái nhiệt độ ở nhà mình rồi á. Nên là hôm nay mình khui hộp rồi cái mình sẵn cho nó ăn luôn. Như thế mới được. Chứ các bạn mà mới nhận hàng rồi cái khui hộp ra cho nó ăn liền thì không được đâu nha. Nó sẽ bị sốc á. Nó sốc và nó ngấm củ tỏi luôn á. Con này thì các bạn có thể thấy nó mới ăn no xong cái nó đi ị nè. Đó. Nó đang ị cái nó nhảy chạy. Đây nè.
các bạn thấy không? Thông thường những con ếch nó ăn no xong là nó sẽ ị nha. Đó, nó ị ra đựng cục như đây nè. Còn gì để nói về mấy cái con bullfrog này không ta? Nếu như mà các bạn có câu hỏi nào thì cứ để ở dưới phần bình luận đi. Mình đọc comment rồi cái mình sẽ làm tổng hợp một clip trả lời comment các bạn nha. Trả lời thắc mắc về cái con này. Chứ mình thấy nuôi con này cũng dễ mà, không có quá khó khăn đâu. Bây giờ thì mình sẽ đậy lại đem cắt, rồi để mình quay mấy cái con bullfrog bự cho các bạn xem nè. Đầu tiên thì để mình cho các bạn xem hai cái con bullfrog cái của mình đi ha. Thì đây là cái chuồng nuôi hai con bullfrog cái của mình nè. Mình nuôi ở trong cái thùng mớp các bạn. Rồi hai con này nó quậy quá trời, nó đào lỗ, nó xuyên qua luôn rồi. Nó đào lỗ để nó gặp nhau, nó ở chung với nhau vậy á. Nó mới ị nên là nước nó cũng hơi dơ nè. Đây, cho các bạn xem con này trước nha. Con này là hồi lúc mình nuôi từ size baby lên nè các bạn. Là con này hồi lúc trước mình lấy về nó bự bằng mấy cái con baby mình quay cho các bạn xem lúc nãy đó. Nhưng mà mình nuôi tầm 4-5 tháng là nó bự được như vậy. Là mình nuôi nó bị đẹp rồi đó nha. Mình ít cho nó ăn á. Đôi khi 4-5 ngày, tuần, 2 tuần mình quên cho nó ăn luôn á. Tại mình ít cho nó ăn nên là nó phát triển cũng chậm rì à. Nên là nó mới nhỏ như thế này, chứ không phải nó còn bự nữa. Mà con này thì các bạn nhìn sơ qua chắc là con cái á. Tại cái đầu nó nhỏ nè. Cái đầu nó nhỏ như thế này là con cái nha. Còn cái con này cũng là con cái nè, cái đầu nhỏ nè. Con này thì mình mua đợt sau các bạn. Mình ở nhà mình có một con cái rồi, mình định mua thêm con đực nữa để cho nó có đực có cái. Nhưng mà mua sao mà ông chủ shop ổng la cái con đực, rồi cái mình mua thành con cái luôn. Mua đực mà thành cái luôn. Con này lúc trước mình lấy 800 ngàn các bạn. Thì con này mình sẽ chia lại cho các bạn luôn nha. Lấy 800 chia lại 800 luôn. Tại bullfrog cái của mình nhiều quá rồi, 2-3 con rồi. Mình định để lại một con chơi thôi, không để nhiều quá đâu. Tại ơi, còn con này mình làm gì mà chúng đây nè. Rồi, qua bên đây ở đi mày. Chia ra mỗi con bên. Còn ở trong cái tăng nhựa này là cái con đực nè các bạn. Một con bullfrog đực. Các bạn có thể thấy kích thước nó bự ha. Chà bá luôn á. Con này mình lấy về hồi lúc mình căng ký chắc cỡ 200-300 gram vậy. Hay là 300-400 gram gì, quên mất tiêu rồi. Nhưng mà kích thước nó cũng khá bự á. Nhưng mà thế này thì còn bự ít thôi. Nó còn bự gấp 4-5 lần nữa kìa. Tại vì mát size nó tới 2kg lần mà. Con này nhầm nhòi gì đâu. Sẵn đây thì mình chia sẻ một tí về cái tuổi thọ của mấy cái con bullfrog này ha. Con bullfrog này thì nó sống khá là lâu các bạn. Trung bình người ta ghi nhận được là nó sống được tầm 20 năm. Nhưng mà có trường hợp thì tới 40-50 năm lận. Là nếu như mà các bạn nuôi kỹ cái con bullfrog này từ size baby á, là nó sẽ sống với các bạn tới già luôn á. Cái tuổi thọ nó rất là cao. Sẵn quay cái con bullfrog thì kế bên là cái con bass dẹp frog lớn của mình rồi các bạn. Nên là mình quay lại cho các bạn xem trước cái con này luôn ha. Rồi tí nữa thì mình sẽ quay mấy cái con baby cho các bạn xem. Ây da, trời ơi, nhảy dữ rồi mày. Mấy cái con bass dẹp frog baby lúc nãy á, thì các bạn nuôi lớn thì nó sẽ như thế này nè. Nhưng mà con này chưa lớn lắm. Con này thì size tầm trung thôi. Khi lớn mắt size thì nó tầm 13 hay là 14, 15cm vậy đó. Mình nhớ mãi mãi chứ mình cũng không nhớ chính xác nữa. Chắc tầm 15cm các bạn. Nhìn cái con này hài lắm luôn á. Thôi, để bây giờ thì mình sẽ qua mình quay mấy cái con nhỏ cho các bạn xem. Đây là mấy con budget frog size nhỏ nè các bạn. Cách nuôi của mấy cái con này thì các bạn set up hộ nuôi giống mình vậy nè. Thì nuôi ở trong cái hộp rồi để phun nước. Để nước cao hơn con ếch luôn nha. Khác với mấy cái Batman hay là bullfrog thì cái con này nó sẽ sống ở dưới nước. Nó sống phun nước như thế này nè. Chứ cái bọn Batman hay là bullfrog mà các bạn để phun nước như thế này là nó ngấm á, chứ nó sống không được đâu. Tại mấy cái con Batman với bullfrog nó đâu biết bơi đâu. Còn cái con này thì nó biết. Cái con này thì mình thấy nó cũng không có biết bơi cho lắm nữa. Nó biết lặn nha các bạn. Đây, nó lặn như thế này nè. Lâu lâu cái nó chòi đầu lên nó hở giống như thế này nè. Đó, giống con này nè. Chòi đầu xuống mày. Đó. Thức ăn của mấy cái con bass dẹt này là cá nha. Nó khoái ăn cá. Còn mấy cái con bullfrog á, hồi lúc nãy mình quay cho các bạn xem á, là nó thích ăn côn trùng. Còn mấy cái con này thì nó thích ăn cá. Mà cá giấc này cũng không có các bạn. Để ngày mai thì mình sẽ kiếm cá cho mấy cái con này ăn ha. Hôm nay thì mình rước vào nhà thêm 7 con budget frog với 7 con bullfrog. Sẵn mình khui hộp thì mình có quay clip lại cho các bạn xem á. Nếu như mà các bạn nào mà càng nuôi hai loại ếch này thì có thể nhắn tin với mình nha. Mình có chia lại cho các bạn á. Một con như thế này là 500 free ship nha. Hiện tại thì mấy con này cũng nhiều người sinh sản nên là giá nó cũng hạ bớt rồi đó. Chứ hồi lúc trước không có giá này đâu. Từ 700-800 không á. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng clip tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Rồi bye bye, hẹn gặp lại nha. Nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình với nha.